guys are so fucking horny. It's not even funny. ¡Ostras! No le saben, no le saben, no le saben. No le saben. B9, easy clap. ¡No! Time to exit. No way! No way! No way, bro! No way, bro! I just shit on their whole team, or? No, step on the second one. Fuck. Look, you're 1k LP, to be honest. That's because I'm mechanically gifted. Shut the fuck up, chat. Ah! Oh my god. Oh my god, that's rough. Thank fucking god, man. We will kill him, but I think it would have been better to focus on this portion. Oh! 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 No! No! Anemia, baby. There we go. Oh, I missed it. Okay. Insect? Nice.
loser. You're fucking strong. You play Turner. You are fucking garbage. You are so garbage. You are so garbage. I'm gonna flip next wave. Chào tất cả anh em, và sau một ngày được trải nghiệm URF thì anh em thấy vị tướng nào là vị tướng mạnh nhất? Có phải chăng là Yasuo hay không? Theo tôi nghĩ thì Yasuo rồi, kiểu như Q sẽ nhanh hơn, anti sẽ nhanh hơn và E sẽ nhanh hơn, và bình thường nó cũng nhanh và nó cũng không có gì thay đổi cả. Thì đến video ngày hôm nay thì mình sẽ nói về ba vị tướng, đó chính là Yon, Karthus và Ivan. Đầu tiên thì mình sẽ nói về cái lỗi của con Yon. Ở thời điểm hiện tại có một cách để chúng ta có thể ngắt E, kiểu như chúng ta E ra, thả cái phân thân ra và chúng ta không cần phải quay về cái vị trí ban đầu. Và đây là cái cách để chúng ta có thể thực hiện. Đầu tiên anh em E ra, sau đó di chuyển, sau đó anh em tích cái Q. Và canh cái thời gian chịu E gần kết thúc thì anh em hãy bấm cung phong linh bay tới và sau đó kích cái chiêu Q. Thế là anh em không cần phải quay về cái vị trí ban đầu. Đây là một cái lỗi game cũng xuất hiện mấy ngày rồi nhưng mà chưa được rõ tiếp. Và tiếp theo đây còn một cái lỗi game cũng khá thú vị, đó chính là cái lỗi game về con Karthus. Như anh em đã biết đó, cái giọt nước mắt này nè, cái nội tại của nó là năng lượng cộng dồn, tấn công một kẻ địch với một kỹ năng tiêu thụ một cộng dồn và nhận 3 năng lượng cộng thêm, nhận gấp đôi nếu mục tiêu là tướng, cho tối đa 360 năng lượng. Nhưng với cái trường hợp con Karthus này, với cái chiêu Q của nó thì không cần phải tấn công vào mục tiêu nào cả. Chỉ đơn thuần là mấy ông cần thả cái chiêu Q ra bất kỳ một vị trí nào thì mấy ông vẫn có thể tích được nước mắt. Mà với chiêu 2 và chiêu 3 thì không thể làm được như vậy. Cái lỗi này thì cũng xuất hiện cũng lâu à, cỡ 3-4 ngày, lâu hơn cái lỗi của con Yone một chút. Nhưng mà hai cái lỗi này tôi nghĩ là cũng sớm được rõ phía thôi. Bên Yone thì kiểu như giống cái cơ chế hơn, còn bên con Karthus thì rõ ràng là cái lỗi rồi, thì không thể nào tích như vậy được, tích như vậy ai chạy lợi. Và vị tướng thứ ba mình muốn nói đến ngày hôm nay đó là con Ivan. Thì với con Ivan này thì không có cái lỗi gì cả, mình chỉ có một cái lưu ý và một cái mẹo để chơi con Ivan này thôi. Thì có thể là nhiều anh em ở đây đã biết được cái mẹo này của Ivan rồi, nhưng mình muốn nhắc lại để cho anh em nào chưa biết có thể biết và có thể có một cái lối chơi mới hơn về cái vị tướng này. Anh em nếu mà chơi Ivan thì đừng nên ăn. Theo cái lý thuyết là mấy ông ăn cái hai cục đá này, mấy ông chỉ nhận được vàng của hai cục này thôi, còn tất cả các tướng khác thì có thể ăn và lấy được số vàng nhiều hơn. Tại vì khi hạ hai cục đầu thì nó cứ nở ra thì lượng vàng sẽ nhiều hơn so với việc con Ivan chỉ ăn mỗi hai cục này. Nếu mà anh em muốn tối ưu lượng vàng của trận đấu á thì mấy ông nhường cho đồng đội ăn đi, còn không nhường thì thôi. Và một cái mẹo để có thể chơi tốt hơn con Ivan đó là cách mấy ông có thể thả một cái bụi ở đây và thả cái anti qua quánh con sứ giả và mấy ông đứng bên trong cái bụi. Cách này thì khá là an toàn để mấy ông có thể ăn được sứ giả. Đặc biệt là nếu như mấy ông chơi ở cái bảng đầu trên á thì nó lợi thế hơn nhiều. Sau khi mà con sứ giả gần hết máu thì mấy ông chỉ cần phóng Q qua và lao qua trừng phạt hoặc là quánh thường ăn lụm mắt đi ganh thôi. Hai cái lỗi và một cái mẹo của video ngày hôm nay thì mình đã nói hết rồi. Thì nếu mà anh em nào mà có cái lỗi game hoặc cái mẹo nào muốn chia sẻ cùng tất cả anh em thì có thể liên hệ với mình. Ở video này mình không còn gì để chia sẻ thêm và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha. Chào tạm biệt anh em.